Xin chào các bạn, hôm nay thì ở trên cộng đồng AutoCAD Việt Nam có một bạn bạn hỏi nó là cho mình hỏi là con chuột AutoCAD đang vẽ thì nó hiển thị cái dấu chấm đỏ ở giữa được chưa ạ? Và nó hơi bị giật, thì cái nguyên nhân mà nó tạo ra được cái hiện tượng trên và cái cách khắc phục như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi video ngắn sau đây, mình sẽ hướng dẫn và trả lời dành cho các bạn. VSCG, Architecture and Computer Graphic Training. Bạn bây giờ các bạn cùng mở OK lên. Đấy, tại đây thì chúng ta đang làm việc đúng không ạ? Con trỏ đang ở chế độ bình thường và cái nguyên nhân mà xuất hiện thì đó là khi các bạn gõ cái lệnh là lệnh sau này, lệnh array này. Đấy, chẳng may các bạn gõ lệnh array nhưng mà nó lại xuất hiện ra thêm một phím R. Các bạn nếu mà như các bạn gõ nhanh ấy, thì chẳng may các bạn gõ gõ nhanh thì nó sẽ vào cái lệnh là ARR này, tức là vào cái lệnh là ghi ghi lại cái, những cái thao tác ở trên màn hình đó. Đây thì sẽ có lại các bạn mình xem này, lệnh đầy đủ của nó là ACT recall này. Đấy, khi bạn bấm vào cái lệnh này thì nó sẽ xuất hiện ra một chấm đỏ. Thì cái công việc mà các bạn cần làm thì đó là chúng ta sẽ tắt được cái chế độ mà ghi lại những cái thao tác làm việc trên môi trường AutoCAD này thôi. Và mình sẽ xin lưu ý rằng nó là khi bạn bật cái chế độ này lên thì nó cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ một cái thao tác nào trong quá trình bạn đang làm việc cũng như là in ấn về sau này nhé, nó không ảnh hưởng. Nhưng tuy nhiên thì cái chế độ hiển thị của nó thì có thể các bạn cảm thấy nó hơi khó chịu và nó không không được giống như bình thường, và chúng ta muốn tắt nó đi đúng không ạ? Thì muốn tắt nó đi thì bạn sẽ sử dụng lại là gì? Ngưng ghi lại những cái thao tác này bằng lệnh là stop. Bạn sẽ có lệnh stop này đó, có lệnh stop ACT stop này. Đấy, thì bây giờ các bạn chỉ vừa gõ lệnh là stop thì nó hiển thị ra cả nhé. Ở đây phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản AutoCAD 2018 thì nó sẽ xuất hiện cho ta về cái hộp thoại dòng comment preview ở bên dưới này nhé. Bạn gọi lệnh stop thì nó sẽ hiển thị ra cho ta và các bạn sẽ làm gì, lựa chọn một cái lệnh đó đây. Thì trên đây thì nó sẽ là một hộp thoại hiển thị ra cho phép các bạn là có lưu lại được cái đoạn thao tác mà chúng ta vừa mới thao tác trước cái đó hay không. Thì tại đây các bạn chọn là cancel, đó, không lưu. Và ngay lập tức thì cái con trỏ trời chúng ta đã được thì trở lại cái chế độ bình thường, tức là chúng ta không còn ở trong cái trạng thái là ghi lại những cái thao tác chuột ở trên màn hình nữa. Đó. Rất là đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn tất các bạn đã xem video này. Tất cả những bạn nào khác mà đang làm việc và mới tìm hiểu AutoCAD có những cái câu hỏi nào thắc mắc và chúng ta cần mong muốn được giải đáp trả lời thì có thể đặt lên trên cộng đồng AutoCAD Việt Nam này, thì mình trong cái phạm vi kiến thức của mình thì mình sẽ trả lời giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.